bóng đã bật trở lại từ xa ngang. Nguy hiểm. Ném biên cho Milan. Alessandro Nesta. Kaká. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Nesta. Alessandro Florenzi. Ronaldinho. Thật tuyệt khi sút. Vào. Và Milan đang là đội dẫn trước. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Pha xoạc bóng rất nhanh và kết quả là một cú ném biên. Alessandro Florenzi. Henry. Thierry Henry. Rất nhanh. Thierry Henry. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Hãy xem lại pha quay chậm này, thủ môn hoàn toàn đứng xa với góc sút, bóng bay thẳng vào chỗ hoàn toàn trống trải. Vâng, nhiệm vụ còn lại của tiền đạo là rất đơn giản, anh ta chỉ việc sút vào góc đấy thôi. Tỷ số bây giờ đang là một đều cho cả hai đội. Có thể dứt điểm ngay. Làm cách nào để chống lại sự khó? Thủ môn đã bắt rất tốt. Và việt vị, trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và phất cờ. Chuyền bóng lại. Paulo Dybala. Kaká. Roberto Carlos. Rakitic bật tường. Ivan Rakitic. Paulo Dybala. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Nếu muốn kiểm soát bóng tốt thì đừng truyền bóng ở tốc độ này. Nguy hiểm. Chạy cột rồi. Ivan Rakitic. Gareth Bale. Ronaldo. Rất nhiều đường truyền. Anh ấy đã phòng ngự rất tốt. Gareth Bale. Paulo Dybala. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Tâng bóng hơi thấp. Họ đã tăng tốc và có pha tấn công khá tốt, nhưng cuối cùng bóng lại đi ra ngoài. Alessandro Florenzi. Ronaldinho. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Milan. Qua người rất hay. Thủ môn không cần di chuyển vẫn bắt được bóng. Ci saranno due minuti di recupero. Thierry Henry. Hiệp 1 của trận đấu này đã. Hiệp 2 của trận đấu tại San Siro xin được bắt đầu. Anh ta có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời. Kaká. Sóng gió đã nổi lên. Bóng. Anh ấy đã xuất hiện và làm trạch hướng bóng. Ronaldinho.
Ha ha, tuyệt vời quá. Đó là một ý tưởng tốt để tấn công ở cánh, nhưng bóng ra ngoài và một quả ném biên. Quả ném biên rất tệ. Rất tốt. Và đây là cú sút. Thủ môn đã bắt được bóng và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đường truyền quá thông minh. Paulo Dybala. Pha bóng tốt. Thierry Henry. May mắn chính là lý do duy nhất khiến lưới của cầu môn chưa rung lên. Tôi đồng ý, một tình huống triển khai bóng từ quả phạt góc quá tuyệt vời. Alessandro Florenzi. Ronaldinho. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Henry. Ronaldo. Và đó là việt vị. Paulo Dybala. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Jung. Và đây là cú sút. Một lần nữa cơ hội đã trôi qua, không có gì xảy ra cả. Kai Walker. Gareth Bale. Paulo Dybala. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Paulo Dybala. Kaká. Ronaldo. Kỹ thuật xử lý bóng rất tốt. Anh ấy có thể sút. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Kaká. Ronaldinho. Đó là pha cản bóng thân sâu. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Chỉ còn 8 phút nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Alessandro Nesta. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn đúng 5 phút, vẫn chưa có đội nào vượt lên dẫn trước. Đó là cú xoạc bóng tốt. Trận đấu xuất sắc, nhưng không có gì giữa hai đội, họ vẫn đang cố gắng tìm cái bàn thắng. Một pha cản bóng tuyệt vời. Trong tình huống cuối trận đấu, khi mà hai đội đang hòa nhau thì pha cản phá đó quý như một bàn thắng vậy. Tình huống lấy bóng của Piszczek. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Không được. Paulo Dybala. Phản công nguy hiểm. Tạt đi. Một pha cản phá tốt từ thủ môn.